Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, ngày hôm nay thì chị đã quay trở lại cùng với chúng mình với một chuyên đề mà chị nghĩ rằng các bạn đang rất là quan tâm. Đó chính là về kiểu bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề. Cần giải quyết. À, đây chính là dạng văn nghị luận xã hội trọng tâm trong chương trình ngữ văn lớp 9 mà các bạn sẽ phải học. Và có thể nó sẽ ra vào trong đề thi thi vào 10 của các bạn đấy. Thế cho nên trong ngày hôm nay, những bạn nào đã vào đây xem phần phát trực tiếp của chị rồi thì các em có thể gửi lời chào đến chị ngay ở dưới comment nhá. Và đừng quên hãy chia sẻ phần phát trực tiếp này để nhiều bạn khác có thể vào đây học cùng với chúng mình hơn, đúng không nào? À, bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề cần giải quyết. Nếu mà các em đã có sách giáo khoa rồi thì các em có thể mở sách giáo khoa ra. Ở trong cả ba bộ sách của chúng mình, sách Chân Trời Sáng Tạo, sách Kết Nối Tri Thức và sách Cánh Diều đều có dạng văn này và chúng ta đều phải học dạng văn này. Đó, đều phải học dạng nghị luận xã hội này. Thế thì chúng ta mới thấy được là cái tầm quan trọng của gì ạ? Cái tầm quan trọng của dạng bài nghị luận xã hội về một vấn đề cần giải quyết nhá. Rồi, nếu mà các em đã vào đây rồi thì các em ơi, hãy nhanh chóng gửi lời chào đến chị được không nào? Hình như là chị đang không đọc được comment của các em hay sao á. Chị đang không đọc được comment hay sao á? Đợi chị một chút xíu nha. Các bạn đợi chị một chút xíu xíu. Không biết là các bạn có nghe rõ chị nói không ạ? Các bạn có nhìn thấy rõ cái phần vở ghi của chị không? Nếu mà thấy khó nhìn quá hay là khó nghe quá thì các em có thể nhắn ở dưới phần comment cho chị nhá, để chị biết được không nào? Rồi, nếu mà trong trường hợp các bạn đã có sách giáo khoa rồi thì các bạn có thể mở cái bài này ra cho chị ạ. Ở trong sách Cánh Diều cũng có kiểu bài này, ở trong sách Kết Nối Tri Thức cũng có kiểu bài này, và ở trong sách Chân Trời Sáng Tạo các em cũng có kiểu bài này. Đó, được chưa nào? Rồi, đây chính là dạng văn mà các bạn sẽ phải học ở trong chương trình ngữ văn lớp 9. Và như chị đã nói đấy, nó sẽ là dạng văn mà có thể xuất hiện trong đề thi vào 10 của chúng mình. Đó, có thể xuất hiện trong đề thi vào 10 của chúng mình. Vậy thì nói một chút xíu về dạng văn này, các bạn sẽ phải thấy được là đầu tiên về yêu cầu cần đạt. Về yêu cầu cần đạt. À, đối với văn nhá, chúng ta phải viết được một bài văn. Trước đây thì có thể các bạn đã học là gì, viết về dạng một đoạn văn, đúng không? Nhưng ở thời điểm bây giờ thì các bạn sẽ phải trình bày một bài văn, đúng không ạ? Phải viết một bài văn nghị luận về một vấn đề cần phải giải quyết. Cái cụm từ mà các bạn phải quan tâm đó chính là cụm từ một vấn đề. Một vấn đề cần giải quyết. Nào, một vấn đề cần giải quyết. Đó. Thế thì như thế nào là một vấn đề cần giải quyết? Một vấn đề cần giải quyết sẽ là những vấn đề có thể là tích cực, thì các bạn sẽ đưa ra được cái gì ạ? Cái giải pháp để phát huy. Nhưng cũng có thể là tiêu cực thì các bạn phải đưa ra được giải pháp để khắc phục. Thế thì chung quy lại chúng ta cần phải đưa ra được cái gì ạ? Cái giải pháp các em nhá. Cái giải pháp ạ. Đó, các bạn thấy chưa? Các bạn phải đưa ra được cho chị được một giải pháp. Giải pháp này nó không chỉ là giải pháp như ngày xưa các bạn viết là chỉ cần liệt kê giải pháp ra là xong, mà giải pháp này phải là giải pháp khả thi. Phải là giải pháp khả thi và có sức thuyết phục. Có sức thuyết phục. Đó, thế thì ở trong chương trình ngữ văn lớp 6, lớp 7, lớp 8 các em đã được làm quen với các dạng nghị luận xã hội, trình bày về một ý kiến, đưa ra đồng tình hay là phản đối rồi. Lên lớp 9 các bạn sẽ tiếp tục phát triển những cái ý của các bạn ở trong nghị luận xã hội và tiếp tục làm sao ạ? À, làm quen với một dạng văn, có nghĩa là nó có thể khác các dạng văn trước một chút xíu. Đó là một vấn đề cần phải giải quyết. Đó, đưa ra vấn đề cần giải quyết. Thế thì chúng ta sẽ thấy được là về tri thức kiểu bài. Về tri thức kiểu bài. Nếu mà các bạn đọc ở trong sách giáo khoa ấy thì các bạn sẽ có thể thấy rằng là gì? Cái bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết nó sẽ thuộc kiểu bài nghị luận xã hội, đúng không ạ?
Và trong đó các bạn sẽ phải sử dụng gì ạ? Lý lẽ, đúng không ạ? Và bằng chứng. Phải sử dụng lý lẽ và bằng chứng để làm gì? Để làm gì? À, để phân tích cái vấn đề cần giải quyết. Phân tích vấn đề cần giải quyết. Vấn đề cần giải quyết. Đó. Và ngoài ra, sau khi mà các bạn đã phân tích được vấn đề cần giải quyết xong thì các bạn sẽ phải làm gì ạ? Đưa ra được giải pháp. Bắt buộc nha. Bắt buộc phải đưa ra được giải pháp. Bởi vì sao? Các bạn sẽ thấy rằng là gì ạ? Cái giải pháp, cái dạng văn viết về một vấn đề cần phải giải quyết này, cái điều quan trọng các bạn phải có cho người ta là cái giải pháp để người ta có thể phát huy, hay là cái giải pháp để người ta khắc phục vấn đề. Và cái luận điểm giải pháp này sẽ trở thành cái luận điểm trọng tâm trong bài. Các bạn có thể bỏ qua những cái bước như là gì ạ? À, giải thích. Có thể bỏ qua cái bước như là thực trạng. Cũng có thể bỏ qua cái bước như là gì ạ? Nguyên nhân, hậu quả. Nhưng nhất định phải có cái bước giải pháp này. Các bạn có thể liệt kê ra, các bạn có thể nói qua về cái vấn đề nó đang tồn tại như thế nào, nó đang xảy ra ở trong cuộc sống này ra sao, và sau đó chúng ta cần phải có giải pháp để khắc phục cái tình trạng đó. Đó, được chưa nào? Và cái luận điểm giải pháp này sẽ là luận điểm trọng tâm của bài. Giải pháp thì phải khả thi và có sức thuyết phục, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ có cách làm về giải pháp, đúng không? Giải pháp nhá. Hiểu nôm na ra, các bạn sẽ có hiểu là cách để làm như thế nào, đúng không ạ? Cách để làm như thế nào để giải quyết cái vấn đề đó. Nó giống như cái việc là chúng ta gọi là cách làm ấy. Đó, chúng ta đưa ra một loạt những cái hành động để có thể làm gì? Giải quyết một cái vấn đề, đúng không? Ví dụ chúng ta sẽ có về cái vấn đề tích cực chẳng hạn. Vấn đề tích cực thì các bạn sẽ phải làm như thế nào? Các bạn sẽ phải đưa ra cái cách để làm gì? Để vấn đề đó, cách để vấn đề đó được phát huy. Được phát huy sâu rộng và hiệu quả. Đấy là đối với vấn đề tích cực. Thế thì nếu mà chúng ta có vấn đề tiêu cực thì sao? Bây giờ có vấn đề tiêu cực thì các bạn sẽ phải làm gì nhỉ? Nào, các em, nếu là vấn đề tiêu cực thì các bạn phải đưa ra những giải pháp như thế nào? Có thể comment xuống cho chị được không? Các bạn có thể comment xuống cho chị được không? Nào, nếu trong trường hợp mà là vấn đề tiêu cực thì các em sẽ làm gì? Các bạn làm gì để xử lý cái vấn đề đó? Có không? Có không nhở? Quên à? À, thì chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta cũng phải đưa ra cái cách để vấn đề đó không tồn tại. Không tồn tại. Hoặc giảm thiểu. Hoặc giảm thiểu. Có nghĩa là chúng ta phải đưa ra cách xử lý. Có thể là khắc phục cái tình trạng này. Có thể là làm cái tình trạng này nó không còn tồn tại nữa. Đúng không ạ? Đó, thì đấy là đối với vấn đề tiêu cực. Đúng rồi, để hạn chế cái vấn đề đó rất là tốt. Đúng rồi đấy nhá. Thế thì đấy chính là cái việc các bạn đưa ra giải pháp. Thế thì cái giải pháp ấy người ta yêu cầu là gì? Phải có cái tính khả thi các em ạ. Giải pháp ở lớp 9 là phải có tính khả thi, chứ không phải là các bạn đưa ra giải pháp bằng cách là gì ạ? À, tuyên truyền, cổ động cái này cái kia, chung tay góp sức làm cái này cái kia. Thế thì bây giờ các bạn phải đặt ra câu hỏi, cái việc tuyên truyền cổ động là ai làm? Đúng không ạ? Làm hướng đến đối tượng nào? Đối tượng nào sẽ thực thi cái giải pháp ấy? Và giải pháp ấy nó có đem lại cái hiệu quả gì hay không? Thế thì đấy mới là cái điều mà người ta, tác giả sách giáo khoa mới phải đặt ra cái câu đó là gì ạ? Giải pháp phải khả thi. Đúng không ạ? Khả thi là gì? Là thực hiện được. Khả thi là thực hiện được. Được chưa nào? Chứ không phải là đưa ra những giải pháp viển vông. Đúng không? Chúng ta là một học sinh thì không thể nào mà chúng ta gọi là gì ạ? Đi bắt tội phạm được. Đấy là giải pháp viển vông. Đúng không ạ? Không thể nào mà chúng ta phải, chúng ta lại là học sinh, chúng ta đi vào trong rừng rồi chúng ta bắt cái đội mà lâm tặc được.
đúng không ạ? Đó, thì các bạn phải hiểu được là à, khả thi là thực hiện được trong cái gì ạ? Trong đúng cái độ tuổi, trong đúng cái thẩm quyền các em nhá. Và ngoài ra cái yêu cầu của giải pháp ấy, nó còn phải gì ạ? Có sức thuyết phục. Có sức thuyết phục các em ạ. Nào, thế thì bây giờ nếu giải pháp ấy có sức thuyết phục thì thế nào? Thế nào là giải pháp có sức thuyết phục đây? Là phải cho được người đọc, phải cho được người đọc, người nghe. Cho người đọc, người nghe. Làm sao ạ? Tin vào cái giải pháp ấy. Tin vào giải pháp mà em đưa ra, đúng không? Đó, tin vào cái giải pháp mà em đưa ra. Và từ đó người đọc người nghe sẽ muốn thực hiện các em ạ. Người đọc người nghe phải muốn thực hiện. Bởi vì sao? Rất là gần gũi, đúng không ạ? Rất là đơn giản để người ta có thể làm. Thì đấy, đấy gọi là cái tiêu chí là có sức thuyết phục. Được chưa nào? Đấy gọi là tiêu chí có sức thuyết phục. Thế thì để viết được một bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết trong chương trình ngữ văn lớp 9 thì các bạn cũng phải trải qua những bước mà trước đây các bạn đã được học ở trong các bài viết của chúng ta, đúng không ạ? Cái quy trình viết của chúng ta là gồm mấy bước hả các em? Nào, chúng ta đã học rất nhiều về quy trình viết rồi. Thế thì vậy thì trong cái bài viết của chúng mình, quy trình viết của các bạn sẽ gồm bao nhiêu bước ạ? Các bạn có thể nêu ra cho chị được không? Nào, có vẻ hơi trầm đúng không? Có vẻ là hơi trầm. Trầm như thế này thì không biết là chúng ta là có muốn tiếp tục học nữa không đây? Chị thấy là hơi trầm rồi. Nào các em ơi, trong quy trình viết thì các bạn sẽ phải thực hiện qua bao nhiêu bước ạ? À, 4 bước, đúng rồi. Có thể nêu tên các bước ra cho chị không? Đúng, tốt. Quy trình viết của chúng ta sẽ gồm 4 bước. Nào, 3, quy trình viết. Quy trình viết. Đúng rồi, quy trình viết chắc chắn là các bạn sẽ phải trải qua 4 bước cơ bản. Đúng không ạ? 4 bước cơ bản rồi, không thể nào mà lệch đi được rồi. Đó. À, vậy thì 4 bước ấy là những bước nào? Bước đầu tiên của chúng ta là bước gì? Chúng ta cần phải gì ạ? Chúng ta phải xác định vấn đề, chúng ta phải tìm kiếm tư liệu, chúng ta cần phải tìm ý, lập dàn ý cho bài viết. Rồi sau đó thì các bạn mới có được cái tri thức để viết bài. Rồi, à, nộp bài, đúng không? Rút kinh nghiệm xem là bài viết của mình còn vướng mắc ở đâu. Rồi sau đó chúng ta sẽ phải sửa và rút kinh nghiệm cho lần sau. Thế thì đúng là 4 bước đầu tiên các bạn sẽ phải trải qua cái bước là bước gì ạ? Bước chuẩn bị. Bước chuẩn bị. Đúng chưa? Chuẩn bị. Thế thì bây giờ chuẩn bị, trong chuẩn bị các bạn sẽ phải làm cái gì? Đó, với một đề văn nghị luận xã hội như vậy thì bước chuẩn bị các bạn sẽ phải làm cái gì? Nào, sang bên này nhá, chị em mình sẽ cùng nhau nói về các bước nhá. Đây, chị sẽ viết lại cho các bạn để các bạn tiện theo dõi này. Chuẩn bị. Với phần chuẩn bị, các bạn sẽ cần phải làm cho chị những cái công việc sau. Đầu tiên là các bạn sẽ phải gì ạ? Đọc đề, chắc chắn rồi. Không thể nào mà làm văn mà không đọc đề, không xác định đề được, đúng không? À, các bạn phải xác định được vấn đề cho chị. Xác định vấn đề. Đó. Vấn đề ấy muốn chúng ta bàn luận về cái gì? Đúng không? Đúng rồi. Xác định vấn đề ấy là vấn đề gì? Xác định vấn đề để chúng ta đưa vào mở bài, chúng ta giới thiệu vấn đề ấy. Được chưa nào? Thế thì đọc đề, xác định vấn đề. Đầu tiên, vậy thì chúng ta nhìn thấy này, ở trong chương trình ngữ văn lớp 9 thì các bạn đã là các anh chị của cấp trung học cơ sở rồi. Thế cho nên các bạn sẽ phải trải qua những cái đề bài nó không dễ như ở lớp 6, lớp 7, lớp 8 đâu. Đề bài của lớp 9 nó có thể xuất hiện ở hai dạng. Các em ạ, với lớp 9 nhá, các em sẽ có những cái đề xuất hiện ở hai dạng. Đầu tiên này, có thể là gì ạ? Đề đóng. Dạng đề đóng. Nếu là dạng đề đóng có nghĩa là người ta sẽ làm gì? Người ta sẽ đưa ra luôn cho các bạn cái vấn đề các bạn cần phải phân tích, cái vấn đề mà các bạn cần phải bàn luận. Đó, thì đề đóng các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ dễ dàng gạch chân cho chị, đúng không ạ? Các bạn sẽ gạch chân vấn đề mà đề bài đưa ra. Mà đề bài đưa ra. Nhớ nhá,
Nếu trong trường hợp người ta đề đóng là cái đề bài hay là cái vấn đề nghị luận của các bạn nó hiển hiện ra ngay trước mắt rồi, và các bạn sẽ lấy một cái thao tác là lấy bút gạch chân cho chị vào cái vấn đề ấy là được. Còn trong trường hợp người ta cho các em đề mở thì sao? À, đề mở là đề các bạn phải làm gì ạ? Các bạn phải đi tìm vấn đề nhá, các bạn sẽ phải đi tìm vấn đề. Đó, thì các bạn sẽ phải đầu tiên các bạn xác định cho chị, xác định phạm vi, xác định phạm vi, và sau đó chốt được cái vấn đề mình sẽ viết. Chốt vấn đề mình sẽ viết. Có thể như thế này nhá, đề mở là thế nào, chị sẽ ví dụ minh họa cho các bạn đề mở này. Trong trường hợp người ta cho các bạn một câu chuyện, và sau đó thì người ta bảo là từ câu chuyện trên thì em hãy em hãy viết một bài văn nghị luận xã hội về câu chuyện trên. Người ta chưa đưa cho các bạn phạm vi là ví dụ lòng hiếu thảo, hay là tình mẫu tử, hay là tình yêu thương trong cuộc sống, hay là gì ạ? Cái sự vươn lên, cái sự nỗ lực trong cuộc sống, người ta không hề đưa cho các bạn. Thế thì cái việc các bạn phải xác định được phạm vi là bây giờ các bạn sẽ làm về cái gì? Các bạn đọc kỹ cái câu chuyện ấy, các bạn xem là trong câu chuyện ấy người ta đưa ra bao nhiêu cái thông điệp, giống cái việc các bạn xác định thông điệp ấy, hoặc là giống cái việc bằng những cái hành động của các nhân vật ở trong câu chuyện ấy nó thể hiện điều gì. Thì sau đó các bạn sẽ chốt cho mình một cái vấn đề. Có thể câu chuyện ấy người ta đưa ra rất nhiều vấn đề để các bạn có thể viết, nhưng các bạn chỉ chọn cho mình một vấn đề để các bạn viết thôi các em ạ. Đừng tham nhá. Trong cái quá trình mà các bạn đi xác định đề mở này, các bạn đừng quá tham trong việc mà mình phải thâu tóm hết tất cả những cái vấn đề ở trong đề đó. Cái điều đó là điều hết sức không thể nhá, hết sức không thể đâu các em ạ. Các em không thể nào mà viết trong một cái thời gian ngắn mà các bạn gọi là gọi tên hết tất cả các vấn đề ra rồi các bạn đi xác định từng cái phần một. Thế cho nên các bạn phải chốt được cho mình cái vấn đề mà mình sẽ viết là vấn đề nào. Được chưa nào? Đó, sau khi mà các bạn đã xác định được rồi thì các bạn sẽ chuyển đến cái bước là gì ạ? À, các bạn sẽ chuyển đến cái bước là xác định hình thức bài viết. Xác định hình thức bài viết. Rồi dung lượng bài viết. Có một cái sự thật là gì ạ? Ở trong chương trình của văn lớp 9 thường thường nha, các em sẽ gặp đề là về viết bài. Đề nghị luận xã hội sẽ thường là viết bài. Đó, thì phần lớn các bạn sẽ phải đi viết bài chứ không viết đoạn đâu ạ. Có thể là bài nghị luận xã hội ngắn hoặc bài nghị luận xã hội dài, nhưng thường nó sẽ là dạng bài. Thế thì trong trường hợp ấy các bạn sẽ phải xác định được cái dung lượng bài viết của các bạn. Trong đề người ta cũng sẽ nêu ra, có thể một bài văn nghị luận xã hội ngắn hoặc 400 từ, thì các bạn sẽ biết là à, bây giờ mình sẽ phải viết một bài văn khoảng 400 từ. Nhưng người ta chỉ nói bài thôi thì các bạn có thể viết bài văn nghị luận gộ dài 2 trang. Đó, thì tương tự như vậy các bạn cứ áp dụng cái cách xác định như thế để vào các cái đề nhá. Người ta sẽ cho các bạn các cái đề mà yêu cầu phải dung lượng thì các bạn sẽ phải thực hiện dung lượng theo như người ta đã nêu. Hoặc nếu mà người ta chỉ giao là em hãy viết bài văn nghị luận về một cái vấn đề nào đó thì các bạn cứ viết tầm khoảng 2 trang là được, đúng không nào? Đó nhá, thì đấy chính là bước chuẩn bị của chúng mình. Các em đã hiểu về cái bước này chưa ạ? Các bạn đã hiểu thế nào là đề đóng, thế nào là đề mở chưa? Nào, sau mỗi phần thì các em có thể comment xuống cho chị để chị biết nhá. Chị không thấy bạn nào tương tác cơ. Thế chứ lại, không thấy bạn nào tương tác. Được chưa nào? Đó, nếu mà các em chưa hiểu vấn đề gì thì các em có thể comment xuống nhá. Trong trường hợp nếu mà các bạn chưa hiểu thì các bạn có thể hoàn toàn comment xuống cho chị. Được chưa nào? Ok, vậy thì tiếp này. Sau khi mà các bạn đã xong bước chuẩn bị rồi thì các bạn sẽ phải chuyển sang bước số 2. Bước số 2 đó là gì ạ? À, tìm ý và lập dàn ý. Tìm ý và lập dàn ý. Và lập dàn ý. Đối với bước tìm ý và lập dàn ý, bước này sẽ là bước vô cùng quan trọng đối với các em. Bởi vì sao ạ? À, nếu mà các bạn không tìm được ý, nếu mà các bạn không có dàn ý thì cái việc viết của các bạn nó được triển khai rất là khó khăn. Và khi mà viết các bạn sẽ vô tình bỏ quên rất nhiều bước, và vô tình bỏ quên rất nhiều ý trong quá trình viết. Rồi khi mà các bạn viết xong các bạn muốn quay trở lại để bổ sung các ý này ý khác thì rất là khó. Và các thầy cô cũng sẽ không thích cái việc là các bạn viết chèn, đúng không ạ?
Đó, các thầy cô không hề thích cái việc là các bạn sẽ phải viết chen vào, rồi cứ kiểu quên quên, xong rồi mình lại quay trở lại để mình bổ sung thêm một cái câu này, bổ sung thêm một cái câu kia. Điều đó là điều cấm kỵ khi mà các bạn viết văn, đúng không nào? Thế thì đấy, để có thể viết được một cái bài viết trơn tru và mượt mà thì các em phải trải qua cái bước tìm ý và lập dàn ý này. Tìm ý để làm gì? À, tìm ý để các bạn tìm cho mình cái câu trả lời, đúng không ạ? Trả lời cho cái câu hỏi, câu trả lời cho câu hỏi, cho các cái câu hỏi, đúng không ạ? À, nghị luận về một vấn đề cần giải quyết và giải pháp cần phải khả thi và sức thuyết phục. Thế thì một cái câu hỏi lớn đặt ra cho các bạn ở đây là gì ạ? Câu hỏi lớn đặt ra là gì? Các bạn sẽ phải biết được là gì? Làm thế nào? Đúng không? Làm thế nào để phát huy? Làm thế nào để phát huy hay để giảm thiểu cái vấn đề đó? Giảm thiểu vấn đề. Đây chính là cái câu hỏi lớn mà các bạn sẽ phải trả lời cho cái dạng văn này. Nhá. Bắt buộc phải trả lời. Bắt buộc các em phải trả lời. Đó. Ok chưa? Đúng rồi. Thế thì những cái câu hỏi nhỏ xoay quanh cái câu hỏi lớn này này, các em sẽ phải đi trả lời để có thể tìm ra được ý cho bài viết là những cái câu hỏi như thế nào. Đầu tiên nhá, các bạn sẽ phải đi trả lời những câu hỏi liên quan đến câu hỏi là vì sao. Vậy thì vì sao? Đó, chúng ta đưa ra một loạt những câu hỏi vì sao vào đây để tìm ý. Các bạn có thể hỏi là gì ạ? À, nhận thức được về thực trạng của vấn đề như thế nào? Nhận thức về vấn đề. Các bạn nhận thức về vấn đề này như thế nào? Về vấn đề có nghiêm trọng không? Có cấp thiết không? Đúng không? Đấy, lý do xuất phát của vấn đề ấy. Lý do xuất phát. Chị sẽ không viết hết cụm từ đâu nhá. Thế cho nên là các bạn sẽ phải rất là lắng nghe thật kỹ đấy. Các bạn phải lắng nghe thật kỹ thì mới biết được tại sao chị lại đặt ra câu hỏi này rồi đấy. Nhá. Rồi, lý do xuất phát của vấn đề này là do đâu? Đó, từ đâu mà gây ra cái vấn đề đó? Được chưa nào? Rồi các bạn sẽ hỏi về cái hậu quả. Hậu quả. Hoặc nếu mà trong trường hợp nó là cái câu tích cực, đúng không ạ? Nó là vấn đề tích cực thì các bạn sẽ nói về ý nghĩa của vấn đề. Hậu quả hoặc ý nghĩa. Rồi, thế thì bây giờ tiếp đến các bạn sẽ phải đưa ra được cái giải pháp gì? Đúng không? Phải đưa ra giải pháp chứ. Giải pháp. Và sau đó thì bản thân em có thực hiện được cái theo giải pháp mình đã đề xuất hay không? Đúng chưa? Đúng chưa nào? Thế thì bây giờ nhá, có một cái vấn đề như thế này. Trong trường hợp người ta có thể cho các bạn vào một cái vấn đề gọi là gì ạ? Vấn đề xấu đi, đúng không ạ? Không phải vấn đề tốt, nó là vấn đề tiêu cực đi ạ. Thì có một cái câu hỏi như thế này: làm thế nào để phát huy là giảm thiểu vấn đề? Ví dụ với cái đề là gì ạ? Việc hạn chế lạm dụng túi ni lông. Nhá, trong cái đề là gì ạ? Nhiều người đã lạm dụng cái túi ni lông. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ phải đặt câu hỏi là gì? Làm như thế nào để giảm thiểu cái việc hay là cái tình trạng con người chúng ta sử dụng quá nhiều túi ni lông? Đó, thì đấy là cái câu hỏi lớn. Câu hỏi lớn này các bạn sẽ phải trả lời bằng cách nào? Các bạn gạch ra cho chị, đấy là những giải pháp. Các bạn đưa ra một loạt những giải pháp. Ví dụ như là gì ạ? Chúng ta có thể dùng cái gì? Dùng túi vải, dùng làn đi chợ, hay là người bán dùng túi có thể tái chế được, đúng không? Đưa ra một loạt những cái giải pháp ra cho chị. Ngừng sản xuất túi ni lông đi, đúng không? Thay thế bằng túi giấy hay là hộp đi ạ? Rồi tái chế, tái sử dụng túi ni lông như thế nào? Và chúng ta có thể là tuyên truyền tác hại của túi ni lông, rồi tác dụng của túi giấy để cho tất cả con người chúng ta cùng quay ra để làm gì ạ? Sử dụng túi giấy để thân thiện với môi trường, đúng không? Và có những cái biện pháp xử phạt. Cứ ai dùng nhiều túi ni lông mà lãng phí thì sẽ bị xử phạt. Thế thì đấy chính là cái câu hỏi đặt ra cho chúng ta là gì ạ? Làm thế nào để có thể giảm thiểu cái vấn đề là người dân sử dụng túi ni lông quá nhiều? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ phải có những câu hỏi nhỏ để xoay quanh vấn đề đó, đúng không? Thế thì câu hỏi nhỏ sẽ là như thế nào? Nào, thế em nhận thức như thế nào về vấn đề là người dân sử dụng quá nhiều túi ni lông? Cái nhận thức này này,
Nó chính là thực trạng đấy các em ạ. Chính là thực trạng. Nào thế bây giờ bắt đầu là nêu thực trạng ra cho chị. Các bạn nêu thực trạng ra. Thực trạng ấy là chúng ta nhìn thấy rất là dễ dàng, bắt gặp hàng ngày luôn. Và chính bản thân chúng ta cũng sử dụng luôn. Đó là gì? Khi đi chợ, đúng không ạ? Chúng ta luôn xin thêm túi để đựng đồ. Đó, dùng rất nhiều túi để đựng đồ ăn. Đó, đúng không? Đó, trong cái lúc đi chợ rồi đi rất là nhiều nơi, các bạn đều sử dụng túi ni lông để đựng đồ mà. Đúng chưa nào? Thế thì tiếp đến về lý do. Vấn đề đó xuất phát từ cái lý do gì bây giờ? À, thế thì chúng ta sẽ phải thấy được là gì? Vì cái túi ni lông ấy nó rất là tiện. Đúng không ạ? Nó là cái đồ rất là tiện. Có nhiều tác dụng, rồi rẻ, rồi được sản xuất rất là nhiều. Chúng ta chỉ cần lấy một cái túi rất là nhỏ thôi, rất là bé thôi. Đó, sau đó chúng ta dùng xong thì chúng ta vứt. Thì đấy chính là cái việc chúng ta đang lạm dụng và chúng ta đang thải rất là nhiều những cái gì ạ? Chúng ta đang vứt rất là nhiều cái rác thải nhựa ra môi trường bằng cái việc là chúng ta sử dụng túi ni lông. Thì đấy chính là lý do. Đúng, giá thành rẻ và tiện, rồi được sản xuất rất là nhiều, rất là ồ ạt. Và ở đâu đâu chị cũng thấy là người ta sử dụng túi ni lông để đựng đồ. Đúng không ạ? Bất kỳ cửa hàng nào cũng sử dụng túi ni lông. Đó. Và nó đã trở thành một cái thói quen của mọi người rồi. Đúng không ạ? Nó đã trở thành một cái thói quen của mọi người và rất là khó bỏ. Bây giờ thử bảo là chúng ta thay đổi đi. Chúng ta dùng túi giấy đi. Chúng ta dùng cái làn để đi chợ đi. Rất ít. Đúng không ạ? Rất ít các bà, các mẹ sử dụng. Mà đa phần là chúng ta đánh vào cái tâm lý là gì ạ? Tiện. Không muốn xách liềng khiềng đi. Và chúng ta chỉ cần là gì ạ? Ra đấy người ta cho cái túi là chúng ta xách về. Thì đấy, đấy chính là cái lý do xuất phát nhá. Vậy thì từ cái lý do đó, từ cái nguyên nhân đó, nó gây ra những cái hậu quả như thế nào? Hậu quả của sử dụng nhiều túi ni lông là gì ạ các em? Nào, ôi hậu quả thì kể ra được vô vàn những cái hậu quả khi mà chúng ta lạm dụng túi ni lông. Quá nhiều hậu quả. Và nó ảnh hưởng quá nhiều đến gì ạ? Cuộc sống cũng như là sức khỏe của con người. Các bạn hoàn toàn có thể thấy được là gì ạ? Đầu tiên phải kể đến đó chính là ô nhiễm môi trường. Chúng ta vô tình vứt một túi giấy ý ra một cái vườn hoặc là xuống ao, xuống hồ thôi. Là làm sao ạ? Gây ô nhiễm môi trường rồi. Đúng không ạ? Cá cũng không thể sinh sôi được khi mà có quá nhiều rác thải nhựa. Đó, độc hại rồi khi chúng ta đốt. Đặc biệt chị thấy là hiện tại ở một số vùng quê họ vẫn đốt, đúng không ạ? Họ vẫn xử lý rác không đến nơi đến chốn mà họ vẫn đốt bao bì ni lông. Ảnh hưởng đến gì ạ? Ô nhiễm không khí. Đúng không ạ? Ô nhiễm không khí. Khó phân hủy mà, thế người ta cứ đốt thôi. Và cái khí khi mà người ta đốt từ cái túi ni lông ra nó rất là độc hại. Đó, gây hại cho sức khỏe con người. Ô nhiễm không khí hại cho sức khỏe con người, hại cho nhiều loài động vật. Đó, cái hậu quả rất là khôn lường, đúng không ạ? Đó, và chúng ta nhận thức được cái hậu quả đó thì chúng ta thấy là gì? À, bây giờ bản thân các bạn đây này, khi mà nhìn thấy cái hậu quả như vậy thì đối với bản thân em là một người học sinh và em cũng đang là một bạn thiếu nhi thôi, đang ngồi trên ghế nhà trường thôi, đúng không ạ? Không phải là một người gọi là công to việc lớn gì. Đó, nhưng mà các bạn là danh nghĩa trên một bạn học sinh thì các bạn sẽ cảm thấy là các bạn sẽ thực hiện theo những giải pháp nào? Bản thân em có thực hiện được theo giải pháp mà mình đề xuất không? Hoàn toàn có thể. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ là em làm gì? Em mua túi vải để đựng đồ. Đúng chưa? Em mua túi vải để đựng đồ. Em rất thích và ưu tiên mua hàng ở những nơi người ta hạn chế sử dụng bao bì ni lông. Hay là em có thể dùng mang làn đi chợ để có thể giúp mẹ mua đồ. Đúng không ạ? Có rất là nhiều biện pháp đối với bản thân của các em á, là các em có thể làm được. Còn cái biện pháp khi mà chúng ta trả lời cho cái câu hỏi lớn này này, là biện pháp chung cho cả cộng đồng. Nhớ, là biện pháp chung cho cả cộng đồng. Các em có thấy không? Được chưa nào? Đó, đúng rồi, mang hộp nhựa đi chợ. Thì đấy chính là cái cách để các bạn có thể làm gì? Các bạn có thể hạn chế được. Và các bạn phải đưa ra giải pháp mà mình thực hiện được, mình phải hành động được,
thì những bạn học sinh khác khi đọc bài làm của các em á, các bạn ấy cũng rất là muốn làm. Và thầy cô sẽ biết là à, các bạn đã đưa ra được cái giải pháp này mang tính khả thi rồi. Chứ không phải là những giải pháp viển vông mà phải nhờ đến ai ạ? Nhờ đến cơ quan chính phủ, nhờ đến các cấp chính quyền. Đấy là giải pháp chung rồi. Còn đối với bản thân em nữa cơ, em cũng phải là người thực hiện chứ. Em là người đưa ra giải pháp mà. Nếu mà em không phải là người thực hiện thì cái bài của các em á không được coi là bài có giải pháp hoặc khả thi và có tính thuyết phục. Được chưa nào? Đấy nhá, các bạn phải bám vào cái yêu cầu cần đạt của chúng ta trong chương trình ngữ văn lớp 9 để chúng ta thực hiện, chúng ta xây dựng bài của chúng mình. Chứ không phải là các bạn nhìn thấy bài nghị luận xã hội là à thôi tôi cứ viết. Không, không phải thế đâu ạ. Em nhá. Rồi, đó. Thế thì đấy chính là phần các bạn sẽ phải đưa ra được những cái ý để các bạn lập dàn ý. Vậy thì bây giờ từ những cái ý mà các bạn đã tìm được ở phần tìm ý này, các bạn sẽ xuống cái phần lập dàn ý. Lập dàn ý. Lập dàn ý là cái việc gì ạ? Là cái việc mà các bạn sẽ sắp xếp những ý đã tìm được ở trên này theo một cái trình tự hợp lý, theo một cái bố cục gợi ý của kiểu bài. Thế thì các bạn, nếu mà các bạn muốn biết cái bố cục gợi ý của kiểu bài á, thì các bạn cứ mở sách giáo khoa ra. Ở trong những phần gì ạ? Ở trong cái phần mà bố cục ấy, người ta sẽ đưa ra cho các bạn một cái bố cục đầy đủ, gồm mở bài, thân bài và kết bài. Được chưa nào? Thế thì trong phần mở bài là các bạn bắt buộc phải nêu vấn đề rồi. Nêu vấn đề, đúng không ạ? Phải gọi tên được vấn đề đó là vấn đề gì nhá, đưa vào trong mở bài, được không? Sau đó đến phần thân bài thì các bạn sẽ đưa ra. Đầu tiên là phần phân tích. Phân tích, các bạn có thể phân tích đưa ra cho chị là những cái giải thích này. Có thể nha, chứ chị không bắt buộc là đầy đủ các bước này đâu ạ. Thực trạng. Thực trạng. Rồi nguyên nhân. Nguyên nhân. Rồi hậu quả. Đó, ví dụ là như thế. Và tiếp đến này, trong cái bước phân tích này, chị không bắt buộc là các bạn sẽ phải giải thích hết, sẽ phải nói hết tất cả các phần. Các bạn tùy xem, các bạn nhìn nhận xem cái vấn đề đó chúng ta cần phải bàn luận ở khía cạnh nào, thì các bạn sẽ lấy khía cạnh ấy để bàn luận, chứ không cần phải đầy đủ hết. Nghe rõ chưa nào? Nhá, không cần đầy đủ hết đâu ạ. Tiếp này, sau khi phần phân tích xong thì các bạn sẽ đến cái phần là phần quan trọng nhất, phần giải pháp. Đối với phần giải pháp này thì các bạn sẽ phải đưa ra giải pháp khả thi và thuyết phục. Phải là giải pháp khả thi và thuyết phục các em nhá. Được chưa? Tiếp đến phần mở rộng. Các bạn sẽ có thể đi so sánh, được không? Các bạn có thể đi so sánh, các bạn có thể đi nói rộng hơn về cái vấn đề đó. Được chưa nào? Và đặc biệt hãy nhớ nhá, trong những cái bước này này, các bạn sẽ vừa bàn luận vừa kết hợp với gì ạ? Kết hợp với bằng chứng. Phải có bằng chứng nhá. Lý lẽ thuyết phục và bằng chứng cũng phải xác thực. Được chưa nào? Đó, lý lẽ thuyết phục, bằng chứng cũng phải xác thực. Sau đó thì các bạn liên hệ. Các bạn liên hệ bản thân. Đúng chưa? Liên hệ bản thân. Và cuối cùng kết bài, các bạn sẽ làm gì ạ? Tổng kết vấn đề. Tổng kết vấn đề. Đó, các bạn sẽ tổng kết vấn đề đó chị. Nhất trí chưa nào? Thì đấy chính là bố cục của kiểu bài. Và đối với từng sách thì cũng sẽ có những cái phần bố cục để gợi ý sâu hơn cho các bạn. Thông qua cái việc gì ạ? Thông qua cái việc các bạn sẽ đi phân tích bài viết mẫu. Các bạn sẽ có thể đi phân tích bài viết mẫu để có thể làm gì? Đúng rồi, có mở rộng các em nhá. Các bạn sẽ phải đi, các bạn đi đọc cái bài viết mẫu ấy. Có mở rộng chứ, đúng không? Ở trong sách giáo khoa kết nối và ở trong sách giáo khoa cảnh diều có bài viết mẫu để các bạn có thể đi phân tích ấy. Thì các bạn nhìn thấy là cái phần cuối, gần cuối ấy, là người ta cũng sẽ nói rộng hơn về cái vấn đề đó. Nha, người ta cũng sẽ nói rộng hơn về vấn đề đó. Tuy nhiên, với đề này, với dạng đề này, giải pháp sẽ là phần mà các bạn ưu tiên đầu tiên đó chị, trọng tâm. Nói về giải pháp và phải giải pháp phải đảm bảo hai cái yêu cầu này. Còn những phần khác thì các bạn sẽ phải trình bày vào để coi như là một phần lý lẽ, coi như là một phần luận điểm của các bạn, được không ạ? Và tổng kết vấn đề thì các bạn sẽ phải có hai cái bước. Đầu tiên là các bạn phải khẳng định được cái gì ạ? Cái tính cấp thiết của việc giải quyết vấn đề.
tính cấp thiết của việc giải quyết vấn đề. Và tiếp theo, các bạn sẽ đi nói về gì ạ? À, cái bài học nhận thức và hành động. Bài học nhận thức và hành động. Nhá. Thì đấy, trong kết bài là các bạn sẽ phải đảm bảo cho chị cái này. Đảm bảo cho chị về hai cái yếu tố đầu tiên, phải khẳng định được cái tính cấp thiết đã. Được chưa? Sau đó thì các bạn đưa ra cái bài học nhận thức và hành động. Đó. Nhá, đấy là với khi mà chúng ta đi áp vào những bài gì ạ? Khi mà chúng ta đi áp vào những bài mà bài mẫu ấy, bài phân tích mẫu ở trong sách giáo khoa ấy, thì các bạn sẽ nhận ra được những cái điều vậy, như vậy. Trong cái bài học nhận thức và hành động này thì các bạn có thể làm gì ạ? Đề xuất những cái phương hướng hành động. Bài học nhận thức và hành động của cá nhân các bạn, rồi đề xuất phương hướng hành động, chỉ cần một hoặc hai câu thôi. Thế là xong, không cần phải dài. Hiểu chưa nào? Hiểu chưa nào? Sẽ khó, bởi vì sao? Các bạn khi mà viết ý, cho các bạn viết thì các bạn sẽ có thể nghĩ rằng là dễ mà, bởi vì đây là những cái vấn đề nghị luận xã hội rất là quen thuộc với các bạn rồi. Nhưng viết để đảm bảo được cái yêu cầu cần đạt của chương trình thì chị nghĩ rằng là hiện tại chưa có bạn nào, rất là ít nha, rất là ít số lượng các bạn viết đạt được. Bởi vì chị thấy khi mà chị chấm bài cho các bạn nha, khoảng 95% các bạn học sinh vẫn đang viết theo nghị luận xã hội cũ, kiểu cũ ấy, là các bạn sẽ không đạt được những cái yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với chương trình của văn lớp 9. Là các bạn vẫn đang đi làm theo bản năng. Các bạn nghĩ gì các bạn viết ấy. Nhá. Các bạn nghĩ gì các bạn viết đó. Thế cho nên nó dẫn đến một cái tình trạng là cái yêu cầu về kiểu bài các bạn làm không đúng. Lý lẽ và luận điểm của các bạn trình bày không đúng. Và hãy nhớ rằng khi mà đi thi vào 10 á, không còn là các thầy cô ở cấp 2 chấm các em nữa, mà sẽ là các thầy cô cấp 3 chấm các em. Nếu mà các em cứ làm theo cái gì ạ? Theo cái sự nghĩ rằng là đúng của bản thân ấy, mà các em không nắm chắc được cái kiểu bài, cái dạng bài viết ấy, thì các em sẽ bị trừ rất nhiều điểm, rất là nặng. Các em nhớ, chị nhắc các bạn ngay từ đầu năm đấy, để các bạn chắc chắn học về cái kiểu bài thật là chính xác cho chị. Học thật là khoa học và phải nắm chắc cho chị về cái yêu cầu cần đạt của kiểu bài để các bạn có thể làm bài tốt được. Nếu không là các bạn cứ làm theo bản năng của các bạn từ ngày trước đến giờ đấy, là các thầy cô cấp 3 chắc là phải gạch luôn cả bài của các bạn khi mà các bạn không trình bày đúng. Đúng không? Đó, khi mà các bạn không trình bày đúng là thôi. Tất nhiên rồi. Mở bài mà không nêu được vấn đề là gạch rồi. Mở bài mà nêu sai vấn đề ấy, nêu lệch, gọi là lệch cái vấn đề ấy là cũng gạch rồi. Chỉ cần đọc cái vấn đề có đúng hay không đúng thôi, không đúng gạch luôn. Đó nhá. Thế cho nên cái việc mà xác định được cái vấn đề nghị luận để nêu ở trong phần mở bài cũng là cái bước rất là quan trọng. Và để có thể học tốt được những kiểu bài như thế này, những cái cách viết của chương trình ngữ văn mới đối với các bạn lớp 9 và đặc biệt các bạn ôn thi vào 10, thì các bạn sẽ theo dõi, các bạn có thể theo dõi fanpage Học Văn Chị Hiên cho cơ sở, để những cái buổi chị phát trực tiếp các bạn có thể vào xem. Hoặc để sâu hơn và kỹ hơn cũng như là chấm chữa bài được cho các bạn thì các bạn có thể đăng ký khóa học văn VIP của Học Văn Chị Hiên. Và hiện tại thì khóa học văn VIP bắt đầu gì ạ? Bắt đầu vào năm học rồi ạ. Đó, thì các bạn nếu mà muốn quan tâm đến những khóa học chuyên để có thể viết văn, hướng dẫn các bạn cách viết, cách xử lý đề, rồi cách học cái dạng bài, cách học theo thể loại, thì các em có thể nhắn tin về cho fanpage tham khảo khóa học văn VIP của Học Văn Chị Hiên các em nhé. Khóa học văn VIP thì hiện tại vẫn đang tuyển sinh các bạn đấy ạ. Đó, và các bạn vào thì các bạn cũng sẽ được kiểm tra đầu khóa, test năng lực nhá. Thì các em cứ yên tâm, nếu mà bạn nào mà muốn nắm chắc được cái kiến thức của chương trình của văn lớp 9 cũng như là ôn thi vào 10 luôn, thì các em có thể nhắn về cho chị và tham khảo khóa học văn VIP, được chưa nào? Rồi nhá. Thế thì đấy, ngày hôm nay chị muốn lên đây để cùng các bạn nói về cái việc là chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ học cái kiểu bài. Tất nhiên đây sẽ là chưa hết về cái dạng đề này. Sẽ là chưa hết đối với dạng văn viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề cần phải giải quyết, vẫn chưa hết đâu ạ. Chị em mình mới đến cái bước tìm ý và lập dàn ý thôi. Còn để muốn sâu hơn thì chắc là chị sẽ hẹn gặp lại các bạn trong một cái buổi nữa. Và hẹn gặp lại các bạn trong khóa học văn VIP, thì chị em mình sẽ cùng nhau nói sâu hơn về cái vấn đề này. Được không nào? Hiện tại khóa 5 ngày của chị sẽ không mở nữa các em ạ. Nhá, thì những bạn nào mà muốn học thì có thể tham gia khóa học văn VIP của chị, được chưa nào?
Đó, khóa học 5 ngày của chị thì sẽ không mở nữa đâu ạ. Còn chưa biết được, còn chưa biết được là bao giờ sẽ mở. Nhưng mà đến thời điểm trước mắt thì chị sẽ không mở khóa học 5 ngày. Và chị sẽ tập trung để hướng dẫn các bạn ở trong khóa học Văn VIP. Được chưa nào? Rồi, các em ơi, có vấn đề gì thắc mắc hay là có những câu hỏi gì thì các em có thể nhắn tin về cho fanpage cho chị nhá. Chị sẽ giải đáp cho các bạn. Và còn bây giờ thì có lẽ là xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em. Mong rằng là những buổi sau thì chị em mình sẽ gặp nhau đông đủ hơn và các bạn sẽ vào đây xem phần phát trực tiếp của chị lâu hơn nữa nhá. Được không ạ? Rồi, cảm ơn các em rất là nhiều vì ngày hôm nay đã vào đây cùng với chị. Cảm ơn các em rất là nhiều nhá. Bye bye, hẹn gặp lại tất cả các em.